Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin nóng hổi về đời sống Liên Minh Huyền Thoại trong suốt một tuần qua. Ngoài ra còn có những câu chuyện bên lề các bạn không nên bỏ qua. Và không để mất thời gian nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết nhé. Cà Phê Liên Minh, Cà Phê Nhân Phẩm, Cà Phê Tốc Chiến và Cà Phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. T1 nhận thất bại trước người cũ. Trong ngày mở màn LCK mùa hè, T1 đã có chiến thắng ấn tượng trong trận mở màn khi đánh bại Hanwha Esports của Chovy với tỷ số 2-0. Khởi đầu thuận lợi này sẽ là tiền đề để T1 có được tâm lý tốt nhất, chuẩn bị cho đại chiến với Damwon. Dù cho nhà vua của thế giới không còn giữ được phong độ như ở mùa giải năm ngoái, nhưng Damwon vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Và đúng với vị thế của những đội tuyển hùng mạnh nhất lịch sử Liên minh Hàn Quốc, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đầy kịch tính với những diễn biến căng thẳng và bất ngờ đến phút cuối. Damwon vẫn tỏ ra áp đảo so với phần còn lại của LCK về khả năng áp đặt thế trận. Và họ dễ dàng vươn lên dẫn trước T1 sau ván đấu đầu tiên như một thói quen. Nhưng một lần nữa, Faker lại cho thấy dấu hiệu hồi xuân mạnh mẽ khi quẩy điên đảo cùng quân bài Lee Sin đường giữa ở ván 2. Kết hợp với một quen quá khó chịu trong tay Kana, T1 lấy lại thế cân bằng với màn trình diện mãn nhãn. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở ván 3 khi T1 bất ngờ vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Sau 15 phút đầu tiên, Teddy đã có tới 5 mạng. T1 nắm thế chủ động hoàn toàn trong việc kiểm soát mục tiêu lớn, nhưng họ lại không tìm ra lời giải cho quân bài Akali trong tay Khan. Người cũ của T1 đã gieo sầu cho người đồng đội cũ Faker với những pha xử lý kỹ năng đẳng cấp, níu giữ thế trận cho Damwon. Quá vội vã trong việc đẩy mạnh thế trận Snowball, Teddy đã mắc sai lầm khi để bị hạ gục trong một khoảnh khắc rất nhạy cảm, khiến cán cân sức mạnh dần quay về thế cân bằng. Để rồi khi các vị tướng Kama và Xin Zhao bên phía Damwon có đủ thời gian đạt ngưỡng sức mạnh, thì đội hình T1 đã không còn cơ hội chiến thắng, nhất là khi Damwon sở hữu khả năng bỏng lót quá tốt. Chung cuộc, T1 nhận thất bại 1-2 trước Damwon. Đây đã là trận thua thứ 6 liên tiếp của Faker và đồng đội khi đối đầu với Damwon trong khuôn khổ LCK. Và đáng tiếc nhất là việc T1 đã phải nhận trận thua trong tình thế mà họ có rất nhiều cơ hội chiến thắng. Sọp thiết lập kỷ lục trong ngày buồn của Suning. Hôm qua, Suning bước vào loạt trận thứ 2 tại LPL mùa hè. Đối thủ lần này là team của Elite, đội được đánh giá yếu hơn. Nhưng bất ngờ Sọp và đồng đội mới là những người nếm trái đắng. Suning chỉ có được duy nhất chiến thắng ở ván 2 khi tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Chung cuộc, Elite chiến thắng với tỷ số 2-1. Hoang Feng tiếp tục là cái tên duy nhất khiến người hâm mộ Suning yên tâm vào lúc này, khi khả năng cánh độ của anh cộng thêm sai lầm từ phía Elite đã giúp bầy sư tử gỡ hòa một đều sau ván thứ 2. Tuy nhiên, trong tuần thi đấu đầu tiên của LPL, cả bốn cái tên còn lại của Suning đều cho thấy những dấu hiệu bất ổn trầm trọng, đặc biệt là Bin và Sọp. Người từng được coi là đường trên số 1 LPL năm 2020, giờ đây liên tục thua đường trong 6 ván đã đấu. Bin đã không còn là chỗ dựa vững chắc cho cánh trên của Suning nữa. Kéo theo đấy là sự bế tắc trong lối chơi của Sọp. Khi lối đánh cover đường trên không hiệu quả, Sọp vẫn chưa tìm ra một đấu pháp hữu hiệu nào khác và liên tục bị bắt bài. Angel tuy không đến mức sa sút nghiêm trọng nhưng cũng không thể tạo nên quá nhiều đột biến ở đường giữa. Trong khi On cũng không có cách nào khắc phục điểm yếu của toàn đội khi khả năng kiểm soát thế trận đầu và giữa game của Suning vẫn quá tệ. Trận đấu gặp Elite cũng đánh dấu cột mốc 1.000 điểm hạng gục của Sọp tại LPL. Tuy nhiên, anh đã không có được niềm vui trọn vẹn khi Suning tiếp tục thua trận. Họ đã trải qua tuần thi đấu đầu tiên của LPL mùa hè với 2 thất bại. Và ở trận tiếp theo thì Suning sẽ đối đầu Ultra Prime, một đội tuyển không được đánh giá quá cao. Đây có thể sẽ là cơ hội tốt để Suning chấm dứt mạch thua và lấy lại tinh thần sau khởi đầu tệ hại. VCS được đại gia LCK để ý. Trong suốt hơn một năm qua, khu vực VCS đã vắng bóng tại các giải đấu quốc tế do tình hình dịch bệnh. Có thể nói sức mạnh VCS hiện tại so với các khu vực khác vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, trong tình hình đấy, các tổ chức eSports lớn trên thế giới vẫn đang rất quan tâm đến VCS. Có thể kể đến thương vụ đầu tư khủng của Amverse vào SPTC hay thương vụ thâu tóm GAM của tổ chức NRG. Có thể thấy VCS vẫn luôn có sức hút và tiềm năng phát triển vô cùng lớn khiến các tổ chức không muốn bỏ lỡ. Và mới đây nhất, một tin vui cho cộng đồng Liên minh Việt Nam lại đến khi tổ chức Gen G eSports của Hàn Quốc đang muốn chiêu mộ những tuyển thủ trẻ tài năng đến thi đấu và học việc tại giải đấu LCK Challengers, giải hạng 2 của khu vực LCK. Có thể thấy đây là cơ hội vô cùng tốt dành cho những game thủ và tuyển thủ trẻ có mong muốn phát triển sự nghiệp
trong một môi trường chuyên nghiệp như LCK. Việc Gen G muốn chiêu mộ tuyển thủ Việt Nam đủ thấy tổ chức này đang rất quan tâm đến chất lượng của lứa tài năng trẻ nước nhà. Gen G là một tổ chức eSports lớn tầm cỡ thế giới. Tại LCK thì đội tuyển này đã trở thành thế lực đứng hàng đầu của giải đấu. Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp như vậy chắc chắn sẽ giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam phát triển hơn rất nhiều, từ đấy tạo ra một sự đổi mới cho nền liên minh nước nhà. Thời gian qua, các công ty eSports lớn tại Hàn Quốc đang rất chú trọng hợp tác phát triển với các công ty Việt Nam. Đơn cử như việc BoxSport vừa mua được bản quyền phát sóng LCK. Thương vụ này được hé lộ có giá trị lên đến 10 tỷ đồng. GAM công bố đội hình chính thức. VCF mùa hè sắp khởi tranh, đây là mùa giải vô cùng quan trọng, không chỉ với GAM mà còn với cả nền liên minh Việt Nam. Đã gần 2 năm, khu vực VCF không được sướng danh trên đấu trường quốc tế. Khán giả luôn mong chờ Việt Nam trở lại để bùng nổ một lần nữa. Bởi vậy, GAM đưa đến quyết định chưa từng có trong lịch sử thành lập đội, giữ nguyên toàn bộ đội hình chính của mùa giải trước đấy. Đội hình của GAM mùa hè này như sau. Đường trên, Kiaya. Đi rừng, Levi, đội trưởng. Đường giữa, Kati. Đường dưới, Style. Hỗ trợ, Bie. Dự bị, Hankei. Huấn luyện viên trưởng, Jackie Win. Phân tích viên, Scary. Quản lý cấp cao, Izumin. Quản lý đội, Feki. Đây được coi là quyết định mang tính chiến lược. Toàn đội sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen sau kỳ nghỉ giữa hai mùa. Đội cũng có thêm sự phục vụ của Hankei với sự đa năng của anh chàng này. Nếu những mùa trước GAM trao cơ hội cho các tài năng trẻ ra sân từ ghế dự bị, thì tại giải mùa hè năm nay, GAM không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc thử nghiệm. Toàn bộ thành viên trong đội sẽ tập trung cho mục tiêu tối thượng, chức vô địch. Để giữ nguyên được đội hình, NRG Asia ngay sau khi sở hữu GAM đã đưa đến những đãi ngộ tốt hơn nhằm giữ chân các tài năng. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, GAM giữ nguyên đội hình chính trong 2 mùa liên tiếp. Ngoài các đãi ngộ về lương bổng, NRG đã cung cấp một gaming house mới khang trang hơn, chất lượng cuộc sống tuyển thủ được đảm bảo và nâng cao. Đặc biệt hàng tuần thì GAM được luyện tập thể chất và tham gia các khóa học cải thiện tư duy đến từ các huấn luyện viên hàng đầu của LEAP. Có thể khẳng định, giải mùa hè năm nay, GAM được đầu tư để phát triển toàn diện với mong muốn trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Ba Tú sẽ để dành tiền cứu trợ cho mùa lũ sau. Nếu các bạn chưa quên thì cựu quản lý SPTC Cao Lê Tuấn Tú đã bị một bộ phận người hâm mộ tố anh đang giữ số tiền từ thiện miền Trung được chính cộng đồng người hâm mộ No Way quyên góp từ tháng 10 năm trước mà chưa có ý định giải ngân. Ngay sau khi bị tố thì Ba Tú lên tiếng giải thích ngay trên trang cá nhân, cho rằng kế hoạch tiếp viện miền Trung bị hoãn do tình hình dịch bệnh phức tạp cùng lịch trình các thành viên trong team cũng ảnh hưởng ít nhiều. Anh cũng khẳng định bản thân không hề có ý định giữ số tiền từ thiện này lâu được như thế, đồng thời thừa nhận trách nhiệm bản thân cho việc chậm trễ này. Và anh cũng đang lên kế hoạch để chuyển số tiền từ thiện trên cho một tổ chức từ thiện khác. Nhưng theo những thông tin mới nhất thì số tiền từ thiện đấy vẫn chưa được chuyển đi bất cứ đâu cả. Và trong một bài đăng thắc mắc thì anh đã có một lời giải thích gây tranh cãi. Theo đấy, Ba Tú quyết định giữ số tiền cứu trợ miền Trung cho mùa lũ tiếp theo. Dù trước đấy đã từng có những đề xuất nên quyên góp số tiền này cho quỹ vaccine quốc gia, nhưng điều này được cho là không đúng với mục đích ban đầu. Anh cũng lên tiếng bản thân sẽ chịu trách nhiệm trong sự tắc trách này và sẵn sàng trả lại tiền donate cho những game thủ nào đưa ra được đầy đủ thông tin chuyển khoản. Piccolo chia sẻ lý do chuyển nghề. Mới đây trên livestream, Piccolo đã tiết lộ lý do nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và trở thành huấn luyện viên của Young Buffalo. Anh cho biết mình vẫn có thể thi đấu, tuy nhiên rất khó đạt được những thành tích tốt. Mặt khác, anh mong muốn được đào tạo và huấn luyện lớp trẻ khi nhận thấy VSET đang có khá ít các huấn luyện viên. Ngoài ra, Piccolo chia sẻ về việc bản thân không được trải qua quá trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nên rất hy vọng có thể giúp lứa trẻ tài năng bây giờ phát triển được tốt nhất. Về quyết định chọn Young Buffalo, Piccolo cho hay đây là nơi bắt đầu sự nghiệp của mình và anh chỉ đơn giản là quay về nhà thôi. Do vậy, tinh thần làm việc của Piccolo sẽ rất thoải mái, cũng như anh sẽ được làm những điều mình thích khi xung quanh đều là những người anh em. Đây có thể xem là chiến lược 10 năm chồng người của Sài Gòn Buffalo. Với đội hình toàn tuyển thủ trẻ đang chinh chiến VCS, Sài Gòn Buffalo hiểu rõ tầm quan trọng của tương lai hơn bao giờ hết. Hé lộ trailer mới về Arcane. Như đã biết, series phim hoạt hình Arcane có nội dung dựa trên những câu chuyện trong liên minh đã được Riot nhà hàng từ lâu và dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới khi đã phải trì hoãn quá lâu vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Phần đầu loạt phim sẽ nói về nhân thân của Genix và V, hai vị tướng đến từ hai thành phố là Zaun, thủ phủ của những thí nghiệm hóa học, và Piltover, nơi xuất thân của những cỗ máy, thành phố 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 của những cỗ má
thành quả của công nghệ hơi nước. Mới đây, Riot đã tung ra thêm những đoạn trailer mới. Đồng thời, hai nhà sáng tạo của Riot là Kristen Linke và Alex Yee cũng đã xác nhận mối quan hệ chị em giữa Genix và Vi. Mặc dù hiện tại cả hai đứng ở hai chiến tuyến, khi Genix là một cô nàng tội phạm ngủ ngáo, nổi loạn, còn Vi là cảnh binh Piltover. Phần đầu series sẽ đi sâu hơn so với những đoạn tiểu sử đã được đăng tải trước đây về Genix và Vi, đặc biệt là về mối quan hệ chị em vô cùng đặc biệt giữa hai tướng này, khi vốn là chị em ruột, giờ lại là kẻ thù. Những hình ảnh trong trailer cho thấy phần phim sẽ đi từ lúc cả hai còn là những đứa trẻ. Và Vi khi đấy cũng là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật ở Seoul, khiến các băng đảng phải khiếp sợ. Thông qua những đoạn clip và hình ảnh mới được Riot tung ra thêm, fan hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một phần phim ra ngô ra khoai, xứng với danh hiệu tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới Riot Entertainment mà cộng đồng vẫn phong tặng cho công ty game này. Vừa rồi là toàn bộ nội dung trong tin vắn Liên minh huyền thoại số tuần này của Cà phê Liên minh. Với những thông tin trên, mình hy vọng sẽ giúp các bạn cập nhật tình hình Liên minh một cách kịp thời nhất, cũng như có được cái nhìn sơ bộ về các giải đấu mùa hè sắp diễn ra. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà phê Liên minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!